Rồi, xin chào các em nhé. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong bài tập cuối chương 3. Và các em nhớ đây là bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Các em nhớ là trên kênh của chúng mình thì ba bộ sách của lớp 6 thầy đều đã làm chúng ta rất là chi tiết, rất là đầy đủ. Các em học bộ sách nào thì chúng ta sẽ tìm ở bộ sách đó để chúng ta học nha. Bây giờ mời các em mở sách của chúng mình ra trang số 76 nào. Rồi, chúng ta sẽ đến với cái bài 3.50. Dùng số âm để diễn tả các thông tin sau. Đấy, tức là người ta yêu cầu mình là dùng số gì? Số âm để diễn tả những thông tin sau. Đấy, câu A này. Ở nơi lạnh nhất thế giới, nhiệt độ có thể xuống đến 60 độ C, dưới 0 độ C. Đấy, các em nhìn cái từ mà dưới 0 độ C này này. Tức là độ này là thuộc độ gì? Độ âm đúng không? Vậy thì chúng mình sẽ diễn tả này. Ở nơi lạnh nhất thế giới này. Lạnh nhất thế giới, các em viết lại thôi đúng không? Lạnh nhất thế giới. Nhiệt độ có thể xuống đến dưới gì? Âm 60 độ C. Đấy, chúng ta chỉ bỏ cái từ dưới 0 độ C đi. Nhiệt độ có thể xuống đi. Xuống đến âm 60 độ C. Tức là người ta sẽ biểu hiện, biểu diễn cái nhiệt độ của chúng mình, đúng không? Đấy, nhiệt độ như thế này đúng không? Vậy thì cái mức 0 độ đây nè. Đấy, sẽ là cái mức để chúng ta xác định dương và gì? Âm. Đấy, vậy thì cái nhiệt độ ở những cái nơi lạnh nhất thì nó ở dưới cái 0 độ C này nè. Dưới 0 độ C tức là cái mức dưới nè. Dưới thì nó sẽ theo chiều gì? Chiều âm. Đó, và nó có thể đến là gì? Âm 60 độ C. Đấy, thì các bạn phải hiểu nhá. Hiểu chưa? Thầy diễn đạt lại. Rồi, câu B nè. Do dịch bệnh, một công ty trong một tháng đã bị lỗ 2 triệu. Đấy, lỗ và lãi đúng không? Đấy, thì chúng ta nhớ lại cái cụm từ đó. Vậy thì chúng ta cũng trả lời là do dịch bệnh. Đấy, chẳng hạn hiện nay thì cái dịch bệnh Covid đang rất là phức tạp đúng không? Đấy, vậy thì cái việc mà dịch bệnh Covid này nó gây ra thì sẽ làm cho một số cái công ty sẽ bị lỗ đúng không? Đó. Vậy chúng ta sẽ trả lời do dịch bệnh nè. Một công ty trong một tháng một công ty trong một tháng thu về. Ở đây chúng ta sẽ dùng một số những cái cụm từ tùy các em. Có thể chúng ta sẽ dùng cái cụm từ là thu về này. Thu về là gì em? Âm 2 triệu đồng. Đấy. Hoặc là gì? Trong một tháng sẽ lãi. Lãi là gì? Âm 2 triệu đồng. Đấy. Cũng được nhá. Lãi là âm 2 triệu đồng cũng được nhá. Lãi này là lãi âm các em. Đấy, nhưng mà thông thường thì người ta sẽ dùng cái từ là gì? Thu về âm 2 triệu đồng. Đấy, thì tùy các em dùng cái cụm từ nào. Rồi, chúng ta đến với bài tiếp theo. 3.51. Trong các số A, B, C, D, số nào dương và số nào âm? 3.51 nè. A lớn hơn 0. Như vậy thì A mà lớn hơn 0 thì số này sẽ là số nào các em? Số gì? Đây chúng ta có thể hiểu nó ở trên cái tia số như thế này, trục số như thế này. Đây là gì? Không này. Về chiều này là chiều âm này. Đây là chiều gì? Chiều dương này. Vậy thì A mà lớn hơn 0 này. A lớn hơn 0 thì số A sẽ là số gì? Vậy thì A sẽ là số gì? Số dương, bởi vì nó nằm ở phía gì? Phía dương đúng không?
Đấy, thầy vẽ cái trục ra như vậy thì các em sẽ hiểu ngay. B này, nhỏ hơn 0. B nhỏ hơn 0 thì nó phải biểu thị ở bên phía nào? Chiều dương đúng không? Vậy thì B sẽ là số âm. Đúng không? C lớn hơn bằng 1. C này, lớn hơn hoặc bằng 1. Vậy thì C này này, nó có thể nằm ở cái điểm 1 này này. Đúng không? Vậy thì nó thuộc chiều gì đây? Chiều dương. Vậy thì C sẽ là số dương. Và D này, nhỏ hơn hoặc bằng âm 2. Vậy thì D này này, lại nằm chiều bên nào? Chiều âm. Vậy thì D sẽ là số âm. Đó, rất đơn giản đúng không? Không có gì khó với bài 3.51 này. Bây giờ mình sẽ đến bài 3.52 nhé. Đây, thầy quay đây đi. 3.52. Liệt kê các phần tử của các tập hợp sau rồi tính tổng của chúng. Vậy thì đầu tiên các em phải thực hiện đó là liệt kê tập hợp S này, bao gồm những phần tử X thuộc Z, tức là thuộc số nguyên, trong cái đoạn từ -5 X này lớn hơn -5 và nhỏ hơn hoặc bằng gì? Bằng 5. Đúng không? Đấy, vậy thì đây là chúng ta phải liệt kê các phần tử này ra. Vậy thì chúng ta phải biết được nè, các phần tử nè, các cái phần tử nè của tập hợp S lớn hơn gì? Âm 5 và nhỏ hơn, các em cần phải diễn giải nó ra đúng không, nhỏ hơn hoặc là bằng gì? Bằng 5 sẽ là. Đấy, vậy thì chúng ta phải hiểu được những cái phần tử này là những cái phần tử nào. Đây, trên cái trục số của chúng mình, đây là 0 nè, đúng không? Vậy thì x nó sẽ nằm ở cái đoạn nè, đây là âm 5 nè, đúng không? Đây là gì? 5 nè. Vậy thì lớn hơn hoặc là gì? Bằng 5 thì chúng ta sẽ có về chiều dương trước này nè. Đầu tiên sẽ là gì? Âm gì? Âm 4 nè. Đúng không? Âm 4 đến âm gì? Âm 3. Âm 3 sẽ đến âm 2. Đúng không nào? Âm 2 đến âm gì? Âm 1. Âm 1 đến số 0. 0 sau đó đến gì? 1 đến 2. Đến số nào nữa các em? 3 đến 4. Và đây nó có bằng 5 thì chúng ta sẽ lấy cả số gì? Số 5. Đúng không? Đấy. Vậy thì cái tập hợp này chúng ta sẽ viết như sau này. Vậy thì cái tập S này. Vậy tập S sẽ bằng này, những cái phần tử, các em có thể ghi ra những phần tử này. Đó là -4 nè. -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, đúng không? Và 5. Đấy, vậy thì đây chúng ta đã liệt kê xong. Bây giờ người ta yêu cầu gì? Tính tổng nè. Bây giờ mình mới tính gì? Tính tổng các phần tử nè. Tính tổng các phần tử. Các cái phần tử nè. Của S nè. Sẽ là. Đấy thì chúng ta chỉ việc làm gì đây? Cộng nó vào thôi. Đúng không? Sẽ là -4 nè. Cộng với -3, cộng với -2, cộng với -1, cộng với 0, cộng với 1, cộng với 2, cộng với 3, cộng với 4, cộng với 5. Đấy, như vậy thì ở đây các em sẽ sử dụng tính chất gì? Tính chất giao hoán. Chúng ta nhóm những cái cặp đối với nhau nè. 4 nè, với -4 nè, đúng không? Đấy, các em sẽ nhóm nó vào nhé. Sẽ là -4 nè, cộng với 4 nè, được chưa? Cộng với nè, -3 các em nhóm với 3, -3 cộng 3,
Đấy, đây là những cặp số đối đúng không? Cộng với này, trừ 2 này, cộng với 2, được chưa? Cộng với này, trừ 1 này, kem cộng với 1 này. Không chúng ta bỏ ra ngoài đấy nhá. Đấy, cộng với gì? 0, cộng với số nào? Số 5. Đấy, như vậy thì ở đây chúng ta sẽ có này, trừ 4 cộng 4 bằng 0 này, cộng với 3 trừ 3 0 này, 2 trừ 2 0 này, 1 trừ 1 0 này, cộng với gì? 0 này, cộng với 5. Như vậy thì tất cả đây đều là bằng 0 rồi đúng không? Vậy thì cái tập này chúng ta chỉ còn mỗi số gì? Số 5. Vậy thì tổng của nó sẽ bằng gì đây? Bằng 5 nhá. Được chưa? Đấy, bài 3.52 câu A được chưa nào? Rồi, bây giờ mình sẽ đến câu B. Cũng tương tự cách làm ở trên thì chúng ta sẽ có câu B. Tập hợp T của chúng ta bao gồm những phần tử X thuộc Z nằm trong cái đoạn từ trừ 7 nè. X lớn hơn trừ 7, đúng không? Và X này nhỏ hơn gì? Nhỏ hơn 1. Đấy. Vậy thì cũng giống như vậy thì mình sẽ liệt kê ra. Mình cũng lập luận giống hệt như ở câu A này nè. Các em cũng lập luận đúng không? Các phần tử đấy, của cái tập hợp tên gì đó. Rồi. Vậy thì các phần tử nè của cái tập hợp, thầy làm rất là chi tiết nha, nhiều thầy cô thì người ta sẽ không phải lập luận như thế này, của tập hợp T lớn hơn trừ 7 và nhỏ hơn mấy, nhỏ hơn 1 sẽ là đó. Vậy thì các em cũng vẽ cái trục số này ra đúng không, thì chúng ta cũng sẽ làm được thôi đúng không. Lớn hơn trừ 7 thì trước nó sẽ là trừ 6, trừ 5, trừ 4, trừ 3, trừ mấy, trừ 2, trừ 1, đúng không? Và lớn hơn 1 chỉ còn đến số nào đây? Số 0. Đấy, được chưa? Vậy thì chúng ta có thể viết này. Tập này gọi chúng ta là tập S thì đây gọi là tập gì? Tập T này. Vậy thì tập hợp T sẽ bằng, đó, các em liệt kê nó ra thôi, trừ 6, trừ 5, trừ 4, trừ 3, trừ 2, trừ 1 và 0. Được chưa? Đấy, vậy thì mình đã xong về liệt kê các phần tử đúng không? Bây giờ mình sẽ là gì? Tính tổng của T này. Tính tổng các cái phần tử của cái tập T sẽ là, đấy thì các em cộng hết vào thôi, sẽ là trừ 6 nè, cộng trừ 5, cộng với trừ 4, cộng với trừ 3, cộng với trừ gì? 2, cộng với trừ 1 và cộng với 0. Đó, các em vẫn để số 0 vào nhé. Được chưa? Vậy thì bây giờ ở đây chúng ta có thể thực hiện xem nó có tròn trục được không? 6 với 4 nè, ta nhóm nó vào thôi đúng không? Thì sẽ bằng nè, trừ 6 nè, cộng với trừ 4. Đấy, thầy đưa vào một nhóm nè. Cộng với nè, giờ 5 với 3 nè, cộng với trừ 5, cộng trừ 3, đúng không? Cộng với trừ 2. Đấy, đưa vào một nhóm. Rồi, cộng với trừ 1, cộng với 0. Như vậy ở đây chúng ta sẽ có bằng bao nhiêu? Trừ 6 cộng với trừ 4, mình nợ 6, nợ thêm 4 nữa. Vậy thì đây sẽ là trừ 10. Cộng với nè, nợ 5 này, nợ thêm 3 nữa là 8 này, 8 nợ thêm 2 nữa là nợ 10 này, cộng với trừ 10 nè. Được chưa? Rồi, đây cộng tiếp với mấy? Cộng với trừ 1, cộng với 0, cộng với trừ 1 nè, cộng với gì? 0, đúng không? Đúng chưa nào? Vậy thì ở đây chúng ta sẽ có là bao nhiêu? À, từ từ nè,
tổng nè. À, chúng ta có lớn hơn bằng 7 nữa các em. Vậy thì phải có số trừ 7 ở đây nữa nhé. Hãy thầy nhầm nè. T lớn hơn hoặc là bằng 7. Hoặc là bằng trừ 7 nha. Hoặc bằng nè. Trừ 7 nữa. Vậy chúng ta phải có cái số đó là trừ 7 đầu tiên nè. Đấy. Ta phải có trừ 7 ở đây nhá. Vậy thì cái tập hợp T đây nè. Số đầu tiên đây nó phải là trừ 7 nè. Các em chúng ta phải lấy đúng không? Vậy đây thì tập T sẽ là trừ 7 đây nữa các em ạ. Trừ 7 nè. Cộng với nè. Được chưa? Đấy, vậy thì đến đây thì mình sẽ còn thêm một cái anh nữa. Là cộng với trừ 7 đi. Không có sao hết đúng không? Hay cộng với trừ 7 nè. Được chưa? Rồi, tiếp tục nè. Trừ 10 cộng với trừ 10 thì chúng ta sẽ là trừ 2, 20. Cộng với mấy? Cộng với trừ 1. Nợ 1, nợ tiếp 7 thì sẽ là nợ mấy? Nợ 8. Được chưa? Vậy thì đây chúng ta sẽ bằng bao nhiêu? Trừ 20, 28. Đấy, chú ý chỗ này có trừ 7 đằng trước nhé. Đấy, nhưng mà thầy sửa vẫn được, không sao hết. Rồi, như vậy chúng ta đã xong được câu gì? Câu B. Bây giờ đến bài tiếp theo là 3.53. Hết giấy rồi, thầy lấy tờ giấy khác này. 3.53 thì yêu cầu là tính một cách hợp lý. Đấy, 3.53. Câu A này. 15 nhân với âm 236 cộng với 10, 15 nhân với 230, 35. Nhìn vào đây chúng ta thấy dạng chưa? Thấy dạng không các em? À, dạng của chúng ta sẽ là cái gì đây? A nhân B cộng A nhân gì? Nhân C đây nè. Đó, thấy chưa? Đấy, vậy thì đây sẽ là bằng cái gì? 15 nè. Nhân với nè. Mở ngoặc vuông ra đi. Đây là ngoặc gì? Ngoặc nhọn nhá. Ngoặc tròn chứ. 236 nè. Âm 236. Cộng với bao nhiêu? 235. Đấy. Ta đóng cái ngoặc nhọn này vào. Như vậy ở đây thì chúng ta sẽ thực hiện phép tính ở đâu? Trong ngoặc trước. Mình nợ 236 có 235. Như vậy thì đây mình sẽ còn nợ mấy? Nợ 1. Đúng không? Vậy thì 15 nhân với trừ 1 thì sẽ là trừ 10, 15. Được chưa? Đấy, câu A rất là dễ đúng không? Nhìn cái chúng ta biết ngay dấu hiệu rồi. Rồi tương tự như vậy câu B. 237 237 nè. Nhân với trừ 28 cộng với 28 nhân cho 137. Đấy, như vậy thì đối với câu này thì chúng ta làm như thế nào các em? Ở đây thì chúng ta thấy nè, có trừ nè. Trừ 28 đây là cộng 28 này. Thì chúng ta cũng đưa về cái dạng như ở trên đúng không? A nhân với B cộng C. Đúng không? Đấy, nhưng mà cái dấu này mình chú ý cái dấu tí thôi. Vậy thì để thực hiện cái này thì mình đảo hai cái anh này đi. Đảo hai cái anh này đi nhá. Tức là dấu này đang là cộng này, mình phải đổi nó thành dấu gì? Dấu trừ. Đúng không? Các em có hiểu cái này không? Rồi mình sẽ đảo nhá. 237 nè. Nhân với trừ 28 nè. Bây giờ đang dấu cộng 28, tức là thầy sẽ là trừ đi trừ thì nó sẽ bằng dấu gì? Dấu cộng nè. Vậy thì đây sẽ là trừ nè. Đi trừ 28 nè. Nhân với 137. Vậy thì trừ đi trừ 28 thực chất nó sẽ là cộng 28 đúng không? Mục đích mình làm cái đó để làm gì? Để hai cái anh này nó giống nhau nè. Đấy, để mình đưa nó ra. Đúng không? Hiểu không nào? Đấy, vậy chúng ta sẽ có là trừ 28 là số A. Nhân với nè. 237 trừ 137. 237 trừ 137. Đấy, đừng em nào hỏi vì sao lại làm như thế này. Đây là sẽ là gì?
A nhân với B trừ gì? Trừ C. Thì nó sẽ bằng cái gì? A nhân B trừ A nhân nhân C. Đấy, A nhân B này trừ A nhân C. Hiểu chưa? Đấy, không nhiều em này giờ đến đây là bị hụt mất cái kiến thức tính chất phân phối của phép nhân với phép trừ. Đấy, trong số tự nhiên và số nguyên đều có tính chất này nhé. Đấy, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ là trừ 28 trong ngoặc này, 237 trừ 137 thì bằng bao nhiêu? 100. Vậy thì nhân một số với 100 thì chúng ta chỉ việc thêm cái gì? Hai chữ số, vậy nó sẽ là 2800. Và đằng trước có dấu gì? Dấu trừ. Được chưa? Xong nha. Rồi, câu C. Tí nữa thì sang bài kia mình bỏ mất câu C đấy. Còn câu C nữa nha. Câu C của 353 này. 38 nhân với mở ngoặc 27 trừ 44 trừ cho 27 nhân với này 38 này trừ 44 này. Đấy, vậy thì nhìn vào đây chúng ta sẽ làm cái nào trước? Các em triển khai ra đây là A nhân B trừ C, đúng không? Đây cũng là A nhân với B trừ C này. Đấy, các em triển khai hết nó ra. Triển khai hết ra cho thầy. Được chưa? Thì sẽ bằng A nhân B trừ A nhân gì? Nhân C. 38 này nhân cho 27 này trừ này. 38 này nhân với bao nhiêu? Trừ 44 nhá. Đúng không? Được chưa? A nhân với 44 thôi, không có trừ 44 đây. Rồi, trừ cho nè 27 nè nhân 38 nè trừ 27 nhân 44. Đấy, vậy bây giờ nó sẽ có những cái cặp chung nè. Các em thấy nè, 3844 nè, đúng không? 2744 nè, 3827 nè, 2738 nè. Đó, chúng ta thấy nó xuất hiện những cái cặp chung chưa nào? Đúng không? Đấy, vậy thì hai cái anh này là số đối của nhau đi. 2738. 3827 này, hai cái ông này mình cho gì? Bằng 0 nè. Đúng không? Đúng chưa? Đây là cặp số đối nè. Vậy thì bây giờ của chúng ta chỉ còn cái gì? Chỉ còn lại là trừ 38 nhân với 44, đúng không? Trừ cho 27 nhân với 44. Đó, hai công này là hai số đối thì nó sẽ bằng 0 rồi nhá. Chúng ta sẽ bỏ nè. Được chưa? Vậy đến đây là chúng ta lại thấy nè. A nhân B trừ A nhân C nè. Vậy thì 44 nữa nè sẽ đặt ra ngoài, đúng không? Ở trong này của chúng mình sẽ bằng cái gì? Trừ 38 trừ đi trừ 27, đúng không? Đúng không nào? Hoặc là chúng ta đưa cái anh 27 trước cũng được nè. 27 trừ 38 đi cho nhanh, có được không? Đấy. Hoặc là đây chúng ta sẽ là bằng nè. Đây thầy phải viết ở đây, không có nhiều bạn chỗ này là không hiểu lại bảo là thầy làm em không hiểu. 44 này nhân với này, nếu chúng ta lấy số trừ 38 này thì sẽ là trừ 38 này. Trừ đi. Trừ đi bao nhiêu? Trừ đi 27. Đúng không? Đấy, trừ 38 trừ 27. Được không nào? Đấy, vậy thì nó cũng giống như là 27 trừ 38 thôi các em. Phải không? Đấy, vậy thì đây là trừ hai số cùng dấu. Hiểu chưa? Rồi, nó sẽ bằng bao nhiêu? 44 nhân với 27 trừ 38 thì nó sẽ ra số âm, đúng không? Là 11. Đấy. Được chưa? Rồi, vậy thì đến đây mình sẽ bằng bao nhiêu? 44 nhân với âm 11. Tức là 44 nhân 11 thì nó sẽ ra là 484, và đằng trước phải có dấu gì? Dấu trừ. Được chưa nào? Xong nhé.
Đấy. Bây giờ mình sẽ sang bài số 3.54. Người thì yêu cầu cái gì? Tính giá trị của biểu thức P trong mỗi trường hợp sau. À, tức là người ta sẽ cho x bằng bao nhiêu đó, mình chỉ việc thay gì? Thay vào thôi, đúng không? Đúng nào? Dạng này chúng ta đã làm chưa? Đã làm trong ôn tập chương, các cái chương trước chúng mình đã làm rất là nhiều rồi, đúng không? Câu A này. Với, thầy không viết lại đề bài nhé, với x bằng 10, 15, ta sẽ có nè, ta sẽ có P nè, sẽ bằng nè, trừ 35. Chỗ nào có x chúng ta thay bằng 15, nhân với 10, 15, trừ đi, trừ 10, 15, nhân với 30 mấy 37. Đúng chưa? Đó, vậy thì đến đây mình sẽ P này sẽ bằng cái gì đây? Trừ 35, mình xử lý cái dấu này nè. Trừ 35 nè, nhân với 15 nè. Được chưa? Ở đây nè, trừ đi trừ, trừ đi trừ thì nó sẽ bằng cái gì các em? Cộng 10, 15 nhân với 37. Vậy đây thấy số 15 đây, 15 nè, thì chúng ta lại đưa về dạng tính chất phân phối của phép nhân với phép gì? Phép cộng. Vậy thì 15 này sẽ ra ngoài, đúng không? Nhân với bao nhiêu? Nhân với bao nhiêu đây các em? Trừ 35 cộng với 30 37, đúng không? Trừ 35. Đó, thầy giờ thầy không lấy 37 trừ 35 nữa, mà lấy trừ 35 cộng với 37 đi. Được không? Được nhá. Được không nào? Đến đây chúng ta hiểu chưa? Chỗ này chúng ta hiểu chưa đã nào? Rồi, vậy thì ở đây P này sẽ bằng này 15 nè, nhân với nè, trừ 35 cộng với 37. Tức là gì? Mình có 37 nợ bao nhiêu? Nợ 35. Vậy thì mình chỉ còn gì? Còn 2 thôi. Được chưa? Vậy thì P đây sẽ bằng bao nhiêu? 3, 30. Đấy. Chỗ này nắm được chưa? Xong nhá. Rồi tương tự như vậy thì câu B. Với x bằng trừ 37 nè, mình cũng thay vào giống như ở trên thôi. Với x bằng trừ 37, trừ 37. Đấy thì chúng ta sẽ có nè. Ở chỗ này chúng ta cho dấu hai chấm vào nhé. P nè sẽ bằng nè. Đó, các em cứ chỗ nào có x thì chúng ta sẽ thay nó bằng cái số trừ 37 vào đây. Trừ 35. Được chưa? Nhân với nè, x đây là trừ 37 nè. Được chưa? Trừ đi, trừ 10, 15, nhân với 30, 37. Chỗ này chúng ta nắm được chưa nào? Rồi, vậy thì ở đây chúng ta sẽ xử lý những cái anh này. Trừ nhân với trừ, vậy thì mình sẽ loại bỏ hai cái dấu trừ này đi. Vậy thì thực chất anh này chỉ còn bao nhiêu? 35 nhân với 37. Kiểu gì đây cũng sẽ là một số gì? Số dương, đúng không? Đúng chưa? Cộng với nè. Đây là trừ với trừ thì mình phải là gì? Cộng 10, 15 nhân 37. Đó, vậy chúng ta thấy xuất hiện rồi nè. Xuất hiện dạng rồi, đúng không? Vậy thì đây sẽ là A nhân với B cộng với C. Được chưa? Đơn giản rồi, đúng không? Vậy thì đây sẽ bằng bao nhiêu? 37 nhân với 35 cộng với 15 thì sẽ bằng bao nhiêu? 5, 50. Vậy thì giờ mình chỉ việc lấy 537 nhân với 5 thôi. 5735 viết 5 nhớ 3, 53 15. 15 nhớ 3 là 10, 18. Vậy thì sẽ thêm một số 0 nữa, sẽ là 1850. Đấy, xong nhá. Để chơi các em. Rồi mình sẽ đến bài tiếp theo.
3.55. Có hay không hai số nguyên A và B? Từ từ đã nha. Có hay không hai số nguyên A và B mà hiệu A trừ B lớn hơn cả A và B? Như vậy thì mình sẽ xem này. Câu A này. A và B này, hiệu của A trừ đi B lớn hơn cả A và B. Tức là cái hiệu đây này, nó sẽ lớn hơn này. Hiệu đây này, A trừ B này lớn hơn A này. Và cái hiệu này, A trừ đi B này lớn hơn cả gì? Cả B. Đấy, vậy thì hai cái số A và B này này có hay không? Các em hiểu không? Đó, vậy thì ở đây mình sẽ xem có hay không này. Bây giờ mình xét một số này. Ta xét một số ví dụ. Đấy, thì mình mới kết luận được đúng không? Chứ bây giờ mình cứ nói bâng quơ thì sẽ rất là khó. Ví dụ là với A. Mình cho A một số bất kỳ đi. Thầy sẽ cho một số âm, một số dương đi đúng không? A bằng 3 và B bằng này trừ 7 đi chẳng hạn. Đấy, vậy thì ta sẽ có này. Ta sẽ có này, A trừ B tức là 3 này trừ đi gì? Trừ 7 này. Đúng không? Thì sẽ bằng cái gì đây? Trừ đi trừ thì sẽ bằng cộng. Vậy thì đây sẽ là bằng mấy? Bằng 10. Đúng không? Vậy thì ở đây mình sẽ thấy nè. Vậy đây nè. 10 nè lớn hơn A là lớn hơn 3. Và 10 đây nè cũng lớn hơn gì? Trừ 7. Đấy. Hay là nói một cách khác đây nè. Cái hiệu A trừ B này nè nó lớn hơn số A. Và hiệu A trừ B đây nè lớn hơn số gì? Số B. Đấy, các em hiểu không nào? Đấy, vậy thì qua cái này thì mình sẽ kết luận ngay là gì? Vậy thì kết luận cái gì đây các em? Có. Kết luận là có hai số nguyên A và B mà hiệu của nó sẽ lớn hơn A và B. Đấy, được chưa? Đấy, câu A chúng ta phải chứng minh như vậy nhé các em. Lập luận như vậy thì giáo viên sẽ biết là chúng ta hiểu bài. Rồi câu B này, lớn hơn A nhưng mà lại nhỏ hơn B. Đó, chưa rồi, lại hết giấy rồi. Đây, thầy lấy tờ giấy khác viết tiếp vào đây đi nhé. Rồi, bây giờ đến câu B này. Câu B này, có hay không? Lớn hơn A nhưng mà lại nhỏ hơn B. Rồi giờ mình cũng xét ví dụ này. Ta xét cái ví dụ này. Giờ mình lại cho ngược lại đi. Với A bằng trừ 7 đi. B bằng mấy? B bằng trừ 2 đi. Thì ta sẽ có này. Ta sẽ có, các em thay vào. A bằng trừ 7 tức là trừ 7 nè. Trừ đi trừ gì? Trừ 2. Đúng không? Vậy thì trừ 7 trừ đi trừ 2 thì sẽ bằng cái gì đây? Sẽ bằng nè. Mình đang có là trừ 7, nợ 7. Nợ 7 nè. Trừ đi trừ 2 tức là cộng 2. Đúng không? Trừ 7 cộng 2 tức là sẽ bằng 7 trừ đi 2 và mang dấu gì? Dấu lớn như vậy đây sẽ là trừ 5. Đúng nè. Vậy thì trừ 5 nè. Vậy trừ 5 chúng ta sẽ thấy nó lớn hơn A, tức là lớn hơn trừ 7. Vậy ở đây chúng ta sẽ có là A trừ đi B vẫn lớn hơn gì?
lớn hơn A, đúng không? Và trừ 5 này nè, chúng ta lại thấy nó nhỏ hơn gì? Nhỏ hơn B, tức là nhỏ hơn trừ 2. Đấy, vậy thì đây là A trừ B lại nhỏ hơn gì? Nhỏ hơn B, đúng không? Vậy thì qua hai cái này mình lại thấy điều gì đây? Mình lại thấy được cái điều gì? Cái kết luận ở trên nè. Vậy thì kết luận, chúng ta cũng lại kết luận là gì? Kết luận nhá, vẫn là có hai số nguyên. Có hai số nguyên A và B mà hiệu của nó, hiệu của nó nè, lớn hơn A, đúng không? Nhưng lại nhỏ hơn gì? Nhỏ hơn hơn B. Đấy, vậy thì đây chính là cái mà người ta yêu cầu mình phải chứng gì? Chứng minh. Đấy, thì riêng đối với số nguyên thì nó sẽ có những cái trường hợp mà gọi là đặc biệt như vậy đấy các em. Đó. Như vậy thì trong hai trường hợp này thì mình đều chứng minh là nó đều gì? Đều có hết nhá. Rồi. Bây giờ đến bài 3.56. Đây. Phải lấy này. Cho 15 số có tính chất, à, cho tới 15 số cả, cũng nhiều đấy nhỉ. Tích của 5 số bất kỳ trong chúng đều âm. Hỏi tích của 15 số đó mang dấu gì? À, chúng ta thấy nè, 15 số đúng không? 3 nhân với 56. 15 số nó phải có cái tính chất là tích của 5 số bất kỳ đều âm. Vậy thì cái tích này sẽ mang cái dấu gì? Vậy thì 15 nè, thì mình sẽ chia ra thành các nhóm này. Ta chia 15 nè, 15 số này nè, thành 3 nhóm. Mình phải chia thành nhóm lẻ nha các em. Vậy thì chia thành 3 nhóm thì mỗi một nhóm nè sẽ có mấy số? Mỗi nhóm này sẽ có là 5 gì? 5 số, đúng không? Vậy thì với mỗi nhóm nè, với mỗi nhóm 5 số thì tích của nó sẽ mang dấu gì? Tích sẽ mang dấu, mang dấu gì đây các em? Mang dấu âm. Vì sao? Vì đây nó là số lẻ nhá, đúng không? Tại vì 15 số này là 15 số bất kỳ, mình có thể là sẽ cho số dương, số âm, vân vân, đúng không? Do đó nè, do đó thì tích của gì? Tích của 15 số sẽ mang dấu gì? Dấu âm. Đấy, 15 số sẽ mang dấu âm, đúng chưa nào? Đấy, nếu mà giáo viên hỏi vì sao như vậy thì chúng ta phải trả lời như thế nào đây? Bởi vì nè, vì tích của cái 15 số đây nè, vì sao nó mang dấu âm? Bởi nó nè, vì nè, vì nó sẽ là tích của cái gì các em? Tích của 3 số âm, đúng không? Tích của gì? 3 số âm. Mà 3 số âm nhân với nhau thì không bao giờ có thể trở thành số gì? Số dương được, đúng không? Nên nó gì? Mang dấu âm nhá. Đấy. Không có là giáo viên là bắt lỗi là chúng ta lại không biết đường trả lời, bảo là chép ở trên mạng. Được chưa? Rồi, như vậy thì đến đây chúng ta đã thực hiện xong được cái chương số 3 này. Và đừng quên chia sẻ video và kênh của chúng mình kèm nhé. Bye bye.